Ở tập trước, Chris Devil Gamer Harry Potter Fact sau khi nhập học đã trêu ghẹo nhiều thầy cô, trong đó có cả thầy hiệu trưởng, gây hấn với trùm trường là Draco Malfoy và bị tên này dụ hút bóng. Tuy Chris Devil Gamer Harry Potter Fact là một học sinh cá biệt, nhưng anh không hề chơi những tệ nạn như hút bóng, và thế là đã trở thành kẻ thù của Draco Malfoy từ đó. Sau đó, Harry Potter Fact còn muốn ra tay nghị hiệp giúp đỡ bạn Neville để lấy lại quả cầu trí nhớ. Liệu Harry Potter Fact có giúp được bạn Neville lấy lại được quả cầu? Chúng ta hãy cùng nhau đón xem tiếp tập 2 các bạn nha. Mày làm gì mày lấy quả cầu của Neville vậy Malfoy? Tao lấy đi, nó gợi nhớ là những cái chuyện mà tao cần phải nhớ sau khi tao hút bóng mày. Đó, mày thấy không? Mày hút bóng riết mà cái đầu mày hả trắng hơn trái bóng mày. Thôi mày nói nhiều quá, bắt được tao đi tao trả. Không mày. Trời, tội dưới nè. Trời, tao dưới hơi mày nhanh. Trời, tội kịp tao mới sợ à. Mày, 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 mày. Ủa? Mày mất dạy lấy được nè mày. Trời ơi, chạy cái chổi cùi bắp mà mày. Ừ, mày hay lắm. Một ngày nữa tao sẽ trả thù. Bây giờ tao trả mày cái này nè. Trả lẹ mày, nó nhiều quá. Nè. Cậu lấy được cái cầu cho tớ rồi hả Harry? Không. Ủa, với cậu đang cầm gì vậy? Thôi trả nè. Ôi, cảm ơn Harry, cậu quả là một người tốt. 50. Hả? Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Nhưng mà cậu giàu mà Harry. Không, mày nói nữa 100 đó. Thôi để tới giờ phòng tao lấy tiền. Ờ, vậy đi. Rồi Harry, tôi bắt gặp trò lấy cắp tiền của Neville nha. Không có lấy cắp tiền cô ơi, cái này là con xin. Xin cái gì? Tôi thấy trò bắt Neville phải về phòng lấy tiền cho trò. Không có, cái đó là con xin tiền bồi dưỡng rồi nãy con giúp đỡ nó. Trời, nhà con giàu rồi còn lấy tiền của bạn, con biết Neville nó khó khăn lắm không? Người ta nói là hả, tích tiểu thành đại, người giàu là phải càng giàu hơn cô à. Trời ơi. Đó là có chí thì nên. Trời, ngang ngược vậy, bây giờ tôi sẽ phạt trò những cái tội là ăn hối lộ trong trường. Trời, thôi mấy giờ con cho cô 25 ngàn. Cho nghĩ sao tôi lấy tiền của trò. Cô 30 cô lấy không? Đi tôi lấy. Trời. Sau khi mạnh dạn hối lộ cô McGonagall 30 ngàn, thì Chris chợt nhận ra là thằng Neville nó đã trốn mất tiêu rồi, cùng với 50 ngàn của nó. Thế là Chris không có 50 ngàn thì làm sao mà có 30 ngàn để hối lộ cô McGonagall. Chris liền nảy ra một ý, đó là đi trấn lột. Ủa, đó là đi mượn tiền của bạn bè khác để mà đắp vô. À, nhà bác Hagrid thì tới mượn bác tiền thôi. Chắc bác Hagrid giàu lắm, làm ở trường lâu rồi mà. Harry mới tới chơi á con. Dạ, bác Hagrid cho mượn 30. Tôi, bác làm gì có tiền thì con mượn. Sao không có, bác giàu không chết, bác nuôi heo đồ nè. Heo này trường cấp á chứ bác có bỏ tiền ra mua đâu. Ủa, nhưng mà người ta nói người lớn hay coi phim heo là sao vậy bác? Cái này sau này lớn con sẽ tự hiểu. Bây giờ bác còn, con còn nhỏ, bác không nói con nghe được. Trời ơi, nhà bác giàu vậy, bự vậy. Cái này là nhà trường cấp luôn á chứ bác không có tự xây đâu. Không cho mượn 30. Trời, bác làm gì có tiền, bác chỉ có cái quả trứng đang ấp này thôi. Ồ, quả trứng này hả? Đúng rồi. Vậy là truyền thuyết là có thật. Truyền thuyết gì con? Người ta nói nếu cái nhà mà có trứng có heo, vậy là người đó coi phim heo nhiều và sẽ bị rụng trứng. Trời, ai nói tào lao vậy? Có chuyện đó. Con đọc báo á. Tào lao quá, bây giờ là bác cần con á kiếm cái hạt giống lửa về cho bác ấp cái quả trứng này. Càng nhiều càng tốt nha. Càng nhiều càng tốt hả bác? Đúng rồi, kiếm càng nhiều càng tốt cho bác. Dạ, con nhớ rồi. Bác nhìn con là bác thấy thông minh rồi đúng không? Đúng rồi. Đó thì con làm sao mà không hiểu ý đồ của bác được. Đó thì con sẽ kiếm cho bác càng nhiều càng tốt. Đó, bác có thấy ai mà ngu mà có cục tức trên đầu không? Còn người thông minh mới có cục tức trên đầu thôi. Thôi, giờ con đi kiếm giùm bác đi. Sao ông không tự đi kiếm ta? Tự nhiên bắt mình đi. Thôi kệ gì 30, sẽ đi. Có làm mũi tên hướng dẫn mình luôn chứ. Đây là cái cây hạt giống lửa mà bác Hagrid đã nói. Bác nói là kiếm thật nhiều đúng không ta? Ok, mình sẽ lấy thật nhiều về cho bác. Lấy cục được. Bác Hagrid ơi! Bác Hagrid ơi! Bác Hagrid! Ủa Harry, về sớm vậy con? Trời ơi, con đi đúng lẹ luôn bác. Ồ, chắc lấy nhiều lắm rồi đúng không? Dạ, một cục. Hả? Sao bác kêu lấy càng nhiều càng tốt mà? Sao con nhớ là bác nói gì nhiều quá không tốt ta? Trời ơi, thôi thôi vô nhà đi, để lát tôi đi lấy thêm cũng được. Trời ơi, nãy bác tự đi lấy cho rồi.
Rồi bỏ vô cái đống lửa đi Harry. Thôi nổ sao bác? Bỏ vô đi, nó nở ra đó. Ui trời, nó sắp nở rồi kìa. Đúng rồi, sắp ra con rồng nữa con. Hay vậy bác. Đó, bây giờ nó sẽ nở ra nè. Thôi chạy đi bác ơi, nó cắn chết mẹ giờ. Cái này rồng con sao nó cắn được con? Ủa vậy hả? Đó, dễ thương không? Bác sẽ đặt tên nó là Nobert. Một cái tên ngu ngốc. Hả? Tên bác suy nghĩ ngày đêm mà con dám kiểu ngu ngốc hả? À không, bác hay quá, bác hay quá. Tên hay quá trời. Cho con mỗi 30 nha. Đó, còn đúng luôn, người thông minh sáng dạ. Bác cho con 40 luôn. Trời ơi. Bác còn tặng con thêm cây sáo này để về thổi nữa nè. Ôi, người ta nói là con le le đánh trống thổi kèn, con rồng lộn thổi tò tí te tò te, đúng bác? Hả? À, cái đó là gì vậy con? Ủa, con nói cho Facebook thấy nó hay quá, con tưởng hay. Trời ơi, thôi đi đi con. Cảm ơn bác vì 30 với lại cây sáo nha. Rồi. Bye bye bác. Bye bye con. Sau khi được bác Hagrid cho 40.000 và một cây sáo để thổi, thì hiển nhiên Harry Potter Fact không hề thích thổi kèn một chút xíu nào cả. Và Harry Potter Fact chợt nhận ra là mình còn thiếu cô McGonagall 30.000. Trong tâm thức của Harry Potter Fact chợt nhận ra là mình có một năng lực siêu kỳ bí mà mình chưa hề phát hiện. Đó là quỵt nợ đại pháp. Chào mừng quý vị đã đến với trận Quidditch đầu tiên của năm học năm nay. Và đặc biệt là màn ra mắt của Harry Potter. Thôi Mitchell ơi, anh biết anh giỏi, anh thắng cái này chắc. Trời, đơn giản. Harry ơi, lên chỗ lẹ em ơi, người ta đấu rồi. Ủa, dạ, ê, sao đi, sao đi. Thôi, trận này dễ rồi, thằng tân binh này sao bắt được quả snitch bằng tụi mình được. Này. Rồi, được rồi. Ủa, có gì nhanh vậy? Trời, tao diễn viên chính mà mày. Trời, công trình tụi mình tập luyện nguyên mùa giải còn không bằng nó được đóng chính nữa. Chứ sao? Mày tập luyện rồi mày được nhiêu đó thôi chứ sao? Thôi, nghỉ rồi ơi, về. Ôi, yeah, vậy là chúng ta đã thắng rồi. Woo! Ui, ông thấy Snape. Trốn rồi. Làm gì vậy ta? Ây da, đau chân quá. Ây da. Sống đi cả nhắc vậy ta? Cái này hình như mình đọc ở trên mạng rồi nè. Đây là tác hại của việc chơi đá. Chắc luôn. Chơi đá thì mới đi Sikwe thôi. Ê Harry, mày thấy không? Thấy. Ông thầy Snape, ông mới đi cà nhắc đó. Ờ, ông chơi đá đó mày. Với lại ông mới ra từ hành lang cấm rồi lại coi không. Trời, tự nhiên đi rình đàn ông mày. Bình thường tao mày đi rình phòng vệ sinh nữ mà. Nói to rồi giám thị nghe sao mày. Ồ, quên. Con gái mày ơi, không có gì mày thấy nữa, rình không đã gì hết. À, rình gì đó? À, không, tôi nói bữa giờ tôi học không có giỏi nên học sinh trung bình chứ rình gì. À, vậy thôi đi học đi cho giỏi lên. Hello thầy. Ủa, tao đuổi mày mà vô đây chi nữa? Ủa vậy chứ ông là Voldemort sao ông vô đây dạy chi? Gì Voldemort nào đây? Ngồi học đàng hoàng nha, Lupin tao đuổi mày nữa đó. Tự nhiên bị lật tẩy cái quạo. Thôi bây giờ là hôm nay học cái phép vẽ mặt trăng nha. Tự nhiên vẽ mặt trăng chi trời. Bây giờ học không? À học. Lên đây làm bài nha lên. Ủa rồi vẽ cái gì nữa vậy? Tự. Đó tôi vẽ mặt trời. Trời, ủa vẽ mặt trời làm chi? Thích. Ủa tôi đang học tiết mặt trăng rồi tự nhiên vẽ mặt trời là ý gì? Ý là thức đêm mới biết đêm dài, thức ngày mới biết ngày dài hơn đi. Trời, tao lao quá, đi ra khỏi lớp thì tao cái đi. Giờ mày có ra khỏi lớp không? Không. Mày không ra tao ra mày. Ok vậy trời. Ôi tới tiết đọc vô con thầy Snape. Đọc mình còn đi trễ nữa chứ. Nghe bảo là ông dữ lắm. Ta là giáo viên dạy đọc vừa của tụi bay. Ta là giáo sư Snape. Hôm nay ta sẽ dạy cho tụi bay cách làm bùa yêu. Ông làm như ông Bích Phương. Harry mày đi trễ, nhà Gryffindor sẽ bị trừ 5 điểm. Trời thầy trừ thoải mái đi, cỡ nào tụi con không vô địch. Trong truyện nó ghi vậy rồi. Trời cái thằng này. Bây giờ đi xuống cái tầng hầm, lấy nguyên liệu để cho tao dạy cái lớp này nhanh lên. Sao con phải lấy? Mày đi học trễ nên phải đi lấy đồ. Thầy làm như là thầy chế được đọc dược bùa yêu vậy. Thầy làm như là thầy là Bích Phương vậy. Trời, tao không chế được sao tao làm thầy. Thầy mặt thầy hả? Bích nụ. Trời, đi lấy đồ nhanh lên trước khi tao trừ điểm nữa. Thầy là bitch. À đây rồi. Trời, đơn giản quá mà. Nhanh quá mà. I wonder if Snape tricked me. Vậy là ông Snape chơi mình. Thầy bài chán ghê không? Kêu đi lấy đồ còn gài bẫy nữa.
về này thầy ơi. Đợi mày đi lấy về cái tao hết tiếng luôn rồi. Ủa nhanh vậy? Trừ nhà Gryffindor 3 điểm nữa. Giờ con nói thiệt chứ giờ thầy trừ âm điểm đi chăng nữa tụi con cũng vô địch rồi thầy ơi. Bây giờ mày ỷ là mày quen với hiệu trưởng là mày có quyền có thế muốn làm gì làm đó. Không con có ỷ vào gì hết á, mà cái cốt truyện của nó là vậy rồi thầy, thầy không có đọc truyện hay sao vậy? Chờ, bây giờ tao không nói được mày nữa rồi, bây giờ tao không bao giờ muốn mày học cái lớp tao nữa. À, cảm ơn thầy luôn, con cũng không bao giờ muốn học cái lớp thầy nữa. Rồi biết đi. Bye thầy. Ê Harry, có con chàng tinh đang rình Hermione toilet nữ kìa. Trời vậy đâu có được mày. Cái chỗ tao mày rình mà, tự nhiên đâu có để con chàng tinh đó được. Đúng rồi, bây giờ phải đi cứu Hermione rồi cứu cái chỗ rình của tụi mình nữa. Đúng, đúng, đúng. Nhanh đi Harry. Dẫn đường đi Ron. Đây, đây, đi theo tớ. Harry. Cậu nghe mùi giống Harry. Mùi hôi nách của cậu. Không, hôm nay tớ lăn rồi. Ủa lăn rồi hả? Ừ. Ồ cái mùi này hôi hơn nha. Đúng rồi, đúng rồi á. Không nhưng mà mùi hôi nách của cậu cũng hôi nha. Thì công nhận là hôi thiệt. Thì đó nó nói mà. Chàng tin à! Chạy chạy Harry ơi chạy. Không sao không sao, con này là tớ giải quyết được. Chạy đi, quýnh mạnh lại lắm. Đâu tớ mạnh lắm, tớ diễn như chính mà. Chạy đi. Nè Harry. Liệu sau khi ăn một gậy của tên chằn tinh khổng lồ xấu xa, Christopher Gamer Harry Potter Fact có chết hay không? Mời các bạn hãy đón xem tập tiếp theo trên kênh của Christopher Gamer các bạn nhé. Và đừng quên để lại một like và một subscribe và nhấn nút cái chuông để có được thông báo khi có tập mới. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.